À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc quý vị. A Di Đà Phật. À, chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Bữa nay học đến tập 3. Ngày nào mình cũng được nhắc nhở như hiện tại mà mỗi ngày mà tu gì là quá đặc biệt. Cứ tán thán danh hiệu Đức Phật A Di Đà, rồi cứ phát tâm mỗi ngày, cứ dụng công tu được gì thì những đức thấy rằng là cách này là cách mà nuôi dưỡng cái tâm bồ đề mình đặc biệt nhất. Vì nhớ là có một câu mà những đức hồi đó cũng đọc, gọi là ghét thương chẳng bằng lòng thì nằm thẳng hai chân ngủ. Nghĩa là mình mà niệm Phật muốn sanh cực lạc rồi thì cái thương cái ghét, cái ghét cái thương mình không bận lòng nặng nề quá thì tự nhiên con người mình tự tại quý vị. Chỉ nhớ là chúng ta khổ ngay cái chỗ là thương mình thì tự nhiên người ta khen mình cái mình mừng, nhưng mà người ta chê mình cái là mình bực bội liền. Đây là cái mà mình trong cái vòng luẩn quẩn mình cứ khổ suốt, thấy chưa? Nghĩa là mình sống mà để cho người ta giống như quay mình nhiều vòng vậy, ta khen mình cái không biết khen thật khen giả gì, nhưng khen mình là mình mừng ghê lắm, nhưng mà người ta chê mình cái là mình sẽ bực bội khó chịu. Bây giờ mình ghét thương chẳng bằng lòng thì tự nhiên mình sẽ tự tại bình an thôi, nằm thẳng hai chân ngủ, đúng không? Nên từ nơi đó mà mỗi ngày mình niệm một câu Phật hiệu đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Giết rồi đối với cái cuộc sống cuộc đời này giết mình, mỗi cái mình nhẹ nhàng. Cứ nhẹ nhàng từ cái ăn cái ngủ cái cuộc sống của mình thì tự nhiên con người mình nó vui, nó an lạc à. Còn nếu như mà đối với cuộc đời này mình chấp nặng vào thì khó thế nào sống mà hòa nhập được. Vì nhớ là cái người niệm Phật muốn sanh cực lạc của chúng ta thì trong hoàn cảnh nào mình hòa nhập được hoàn cảnh này. Thí dụ như cái đạo tràng trên không trung của mình nè. Quý vị coi bây giờ một cái đạo tràng ở dưới đất á, thì dù lớn cỡ nào nó cũng giới hạn. Bây giờ mình lấy không trung để mình lập đạo tràng thì bao nhiêu người cũng được. Mà cái đạo tràng này mình cũng không chấp tướng nữa quý vị. Tại vì gần mà cũng như xa, xa cũng như gần, có mà cũng như không, không mà cũng như có. Quý vị thấy Phật A Di Đà Ngài tặng cho mình một cái đạo tràng quá tuyệt vời. Mà cái đạo tràng này tập trung tất cả những người chuyên tu tịnh độ, những bạn sen đặc biệt muốn niệm Phật sanh cực lạc vào đây. Quý vị thấy cái thời khóa tu tuyệt vời chưa? Tu gì đâu mà nhẹ sờn một chút xíu. Tu cái này là nó dưỡng cái bồ đề tâm mình quý vị. Nó dưỡng bồ đề tâm mình. Tại vì nó làm cho mình cái an lạc nhẹ nhàng. Rồi tu mà không ngán là dưỡng bồ đề tâm. Chứ không phải rằng là mình tu mà mình sợ, không phải. Mà tu này thì Đức tin chắc là tu thèm quý vị. Còn nếu tu gì mà ai mà còn sợ là những Đức tin người này không có cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc đâu, chắc chắn luôn. Còn tu này là tu thèm nè. Có nghĩa là cái cách tu này là cái cách tu hoài luôn nè quý vị. Và tu ghiền. Cách tu này là tu hoài và tu ghiền. Đó. Nên ai mà có thời gian thì cứ như vậy mà dụng công. Còn ai mà làm việc thì không có thời gian thì sáng tối dụng công. Cái thời gian làm việc đó thì đem câu Phật hiệu áp dụng trong cuộc sống. Thương ghét chẳng bằng lòng thì tự nhiên sẽ bình an thoải mái. Còn mình mà đặt nặng vào vấn đề thương ghét là tức khắc mình sẽ nhiều sự trở ngại dữ lắm. Đó. Bây giờ cái đạo tràng mình trên không trung rồi, bây giờ ai vô bao nhiêu cũng được. Đó. Nghĩa là cái gian chân thành niệm Phật vô lượng thọ mình, bây giờ những đứa cũng phát trực tiếp suốt luôn. Rồi những đoạn chia sẻ cũng để vào cái gian chân thành niệm Phật. Mình cứ muốn nghe lại mình vô mình nghe. Còn chưa làm bỏ vô kịp thì mình coi cái trực tiếp. Nghĩa là mỗi ngày những đức làm việc mà được tu hành luôn
Nghĩa là Nhân Đức vừa tu với vị cũng là một công việc trong cuộc đời Nhân Đức, mà cũng là một phương pháp để bản thân Nhân Đức được tu luôn. Đó, thật sự tới giờ, tự nhiên tới giờ Nhân Đức lên tu là cũng một công việc cho cuộc đời của Nhân Đức, mà cũng cho bản thân Nhân Đức được cảm nhận có Phật hiệu luôn. Nên Nhân Đức nói rằng là Phật A Di Đà ngày sắp xếp cho mình bây giờ có thời gian để mình cảm nhận đối với câu Phật hiệu, và chúng ta đều cảm nhận đối với câu Phật hiệu. Quý vị coi, từ khi chúng ta lập đạo tràng trên không trung tới bây giờ thì quý vị có những người tăng lên được thêm mấy thời công phu nữa, có mà có những người tăng thêm mấy thời công phu nữa luôn. Quý vị coi, đây là đại phước báo này chứ đâu phải đơn giản đâu. Lúc trước những Đức nói hai thời mà có khi giờ này giờ nọ, lúc này lúc kia, có những lúc có khi ngủ ngon nghỉ luôn, có nhiều bữa không có thời nào. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy không, đa phần nắm chắc là quý vị là hai ba thời là chắc chắn luôn. Còn những cái giờ mà gọi là 9 giờ và 2 giờ 10 này là những Đức thấy rằng là mấy trang mình gom lại cả ngàn thành viên tu đều rang, đều rang luôn, cái số lượng rất đều quý vị. À, đây là cái điều mà mình rất mừng, vì cái pháp môn tịnh độ này mà ai mà tin trong thời cuộc là đúng mùa, mà đúng mùa mà cũng nhiều người như vậy, mà quân tập như vậy, quân tập như vậy cả đời mình thì quá tuyệt vời luôn. Nó cả đời quá tuyệt vời. Bây giờ quý vị nghĩ đi, nếu bây giờ những đức mà có duyên có phước, những đức ra như đức xây một ngôi chùa chưa chắc được như vậy đâu, mà còn bận tâm cho một ngôi chùa. Xây ngôi chùa đâu có đơn giản quý vị, đâu phải ai cũng xây chùa được đâu. Nào là tiền bạc vật chất đủ chuyện, xây lên rồi bản thân có khi những đức phải dính mắc, tại vì bận tâm lo lắng giữ gìn chứ quý vị, nói chuyện giỡn chơi sao. Nhưng mà bây giờ cái đạo tràng trên không trung này một ngày biết bao nhiêu người tu, mà nói như cái thời sáng tối của mình là quý vị biết rằng là hơn 2.000 thành viên tu, thì trong đó những đức tin chắc hai cái thời đó giá chót gì cũng phải 3.000 người tu. Quý vị coi bây giờ nếu 3.000 người này mà mỗi ngày làm sao lo nổi, không có dễ đâu. Rồi những cái thờ phụ kia thì chắc chắn quý vị là phải hơn 1.000 người là chắc chắn luôn. Điều ráng như vậy một ngày 5 thờ tu, mà cái thờ 8 giờ 30 của mình buổi tối bây giờ, 8 giờ 30 đó, thì biết cái thờ đó bây giờ là nó cũng như cái thờ này luôn nè, cũng 800-900 thành viên tu luôn, hình thành luôn rồi đó, thành cái thời khóa tu luôn đó. Là 5 thờ một ngày chúng ta đều rang. Còn tối đêm nay thì thí dụ chúng ta ngày thứ bảy thì 12 giờ khuya, nó còn mỗi tháng thì 14, 15, 29, 30, 12 giờ khuya. Nó ai vào được thì cứ vào tu, quý vị cũng được cái sự cảm nhận được tu 12 giờ khuya. Phan hãy lo sợ thức 12 giờ khuya có được hay không, thử đi quý vị. Đây là cơ hội mà, cơ hội mà, rồi gọi là chúng ta có cơ hội để dụng công tu thử cái năng lực của mình như thế nào. Như bữa mà 14, 15, 16 là 3 ngày những đức tu 12 giờ khuya quý vị, 3 ngày đấy những đức ngủ 3 tiếng. Mà công nhận nghe, dụng công tu giết rồi nghe quý vị, ăn có ít cũng ăn ngon, ngủ có ít cũng ngủ ngon, mà rất tỉnh. Cái quan trọng là cực kỳ tỉnh. Nếu mà cái đà mà dụng công mà tu tập mà tỉnh gì nghe quý vị, thì quý vị nghĩ tu thèm cỡ nào chứ. Rất thèm. Và mỗi ngày nhắc mình niệm Phật, nhắc mình đời này phải về thế giới cực lạc. Cứ nhắc mình niệm Phật, nhắc mình đời này phải về thế giới cực lạc, thì quý vị coi không có buồn giận ai để trong tâm, quý vị sẽ an lạc cỡ nào. Cái khổ đau của con người ta là buồn giận người khác để trong tâm. Đi nhớ, cứ nhắm ngay mục tiêu này mà tu tập đi. Còn buồn giận ai để trong tâm buông ra liền. Buông cái buồn giận người khác để trong tâm ra, tức khắc nghiệp chướng tiêu trừ. Còn buồn giận người khác để trong tâm thì kéo nghiệp chướng lại. Không vừa lòng không vừa ý thì kéo nghiệp chướng lại. Buồn giận người khác để trong tâm thì kéo nghiệp chướng lại. Người sống hay người chết gì cũng vậy chứ. Mang tâm oán hận báo thù thì chắc tất tất nhiên là nghiệp chướng kéo lại liền. Không. Còn bây giờ mình chỉ cần được nhắc như vậy hoài, vừa buồn giận ai là được nhắc một cái là xả liền. Cảm thấy mình bị thiệt thòi mà được nhắc một cái là xả liền, không có thiệt thòi.
Vì tương lai mình về thế giới cực lạc mà sao thiệt thòi. Quyết chí đời này về cực lạc mà gì? Mình về cực lạc mà sao thiệt thòi quý vị. Bây giờ ở cõi này chúng ta dù có nhiều đồ của cải vật chất, tình thương cỡ nào, nhưng mà chúng ta sẽ xa xa nó thôi. Bây giờ mình muốn về thế giới cực lạc thì ở cái cõi này có cũng được, không cũng được. Được cũng được mà mắc cũng được. Người ta thương mình cũng được, người ta ghét mình cũng được. Nhưng bản thân mình không buồn giận hận trách người ta. Mình giữ tâm mình đi. Còn người ta có quyền quyết định cái thương cái ghét, hoặc là cái tha thứ, hoặc là oán hận. Người ta có quyền quyết định. Còn mình là người học Phật, mình là người niệm Phật, mình là người muốn giảng sanh này, bản thân mình là người quyết định này. Bản thân mình có làm điều đó hay không này, chứ không phải là kêu người ta phải làm như mình. Không có. Mỗi người có cảnh giới khác nhau. Mình không có kêu người ta làm như mình. Mình làm đi. Mình là người niệm Phật, mình là người được nhắc nhở suốt mỗi ngày nè. Mình làm đi quý vị. Làm cái chuyện mà ghét thương chẳng bằng lòng đi, thì tức khắc quý vị sẽ được bình an và nghiệp chướng tiêu trừ liền. Còn quý vị bây giờ tuy là mỗi ngày tu tập, hoặc đi đầu này đi đầu kia, tu phước tu duyên, làm bao nhiêu chương trình này kia, tổ chức bao nhiêu pháp hội, nhưng mà buông ra một cái ai nói động đến một cái là sân si sân sọ. Còn ai mà khen cái nở lô mũi, ai mà nói cái gì chạm tự ái cái là tức tối sân si, thua tiêu. Cái này chưa có công phu tu tập gì hết chứ. Bây giờ chúng ta là mỗi ngày được dụng công tu nè, đi xác thực vào công phu niệm Phật luôn. Bây giờ mình niệm Phật là mình đang đi xác thực vào công phu niệm Phật luôn nè. Cái công phu niệm Phật của mình là gì? Đối với trần cảnh này không phải đá đổ, nhưng không nặng nề. Hiểu không? Giàu sang cũng được, sống đầy đủ cũng được, sống nghèo nàn cũng được, sống thiếu thốn cũng được. Tùy vào phước duyên của mình. Tùy vào phước duyên của mình. Những Đức nói rằng trong cuộc đời này, nếu như mà con người mà niệm Phật muốn sanh cực lạc, mà có một cái tâm gọi là trọng nghĩa khinh tài, thì tức khắc quý vị có duyên phước lớn liền. Giống như những Đức coi cái câu chuyện của anh hùng Lưu Sơn Bạc mà Tống Giang, ông lúc cũng làm quan, tiền bạc vật chất nhiều, ông giúp cho người nghèo người khổ hết luôn. Sau này đến khi ông khổ, ông đi đâu người ta nghe tiếng Tống Giang cái thôi là ai cũng kính trọng ông. Tống Giang thì ông có giỏi, nhưng mà tất cả anh hùng giỏi đều quy về ông hết. Tại vì ông chỉ đúng có một cái hành động, đó là gì? Trọng nghĩa khinh tài. Còn một con người tu hành mà quá nặng về vật chất, tính toán từng ly từng tí, 100% mới bị không có duyên phước. Tại vì đặt cái tiền bạc vật chất ở thế gian, thì biết rằng cái nghĩa cái tình nó mới là cái mình cầm theo. Đời đời kiếp kiếp mình trở lại đây điều nghĩa tình mà dễ đổ sanh. Còn nếu như mà đánh mất cái nghĩa cái tình mà nặng vào tiền bạc vật chất thì chúng ta cuối cùng có cầm theo được đâu quý vị. Hiểu được những nguyên lý này rồi tự nhiên có phước để cho người ta xài. Tự nhiên bản thân mình đi đến nơi nào mình cũng tạo cái duyên phước đặc biệt để cho nhiều người ta được hưởng. Những Đức nói rằng những Đức đi đến bất cứ nơi nào nghe, những Đức tạo duyên phước cho người khác hưởng. Những Đức đi đến chùa nhất định chùa sẽ đẹp, dù không phải chùa của những Đức. Những Đức sẽ làm cho rất đẹp, rất đầy đủ để cho người ta hưởng. Dù những Đức đi rồi để lại cho người ta hưởng. Bản thân mình thấy người ta hưởng mình vui, thật sự luôn. Có nhiều người nói để cho hưởng quá nó hết phước, chuyện đó của họ chứ. Họ hưởng mà họ không chịu tu thì hết phước gán chịu chứ. Còn bản thân mình đi đến đâu thì mình làm ra cho đặc biệt, cho tốt đẹp, để cho người ta được ghé ngang, người ta ở ngang cũng được tốt. Mình cũng ở một cái phòng nhỏ nhỏ mình ké, mình được ở mà, thì nhiều người ta được ở, ai cũng được ở đặc biệt hết trơn, thì tức khắc phước duyên mình nó nhân rộng ra quý vị. Nhân đến mức mà mình vừa tới thế giới cực lạc luôn. Còn nếu như cái tâm mình nghĩ rằng ô người ta xài hết phước người ta, thôi mình phải là khu khép người ta, nhưng mà người ta nói mình keo kìa, người ta nói mình keo, người ta nói mình là sống không rộng rãi, làm sao phù hợp với cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Hiểu không? Cái người thế giới cực lạc là tâm lượng rộng rãi. Nên cái tâm mình rộng rãi, mình đi đến đâu cái hoàn cảnh mình nơi đó đẹp lên đó. Mình đi đến đâu thì hoàn cảnh mình đẹp lên đó. Vì chi? Cho người ta hưởng. Chứ mình có sao mình hưởng được. Dù mình có tạo hoàn cảnh đẹp cỡ nào đi chăng nữa, thì mình cũng nằm cái phòng nhỏ xíu thôi. Nhưng mà bao nhiêu cái chỗ mình làm cho đẹp để cho người ta ở, thì tức khắc cái duyên phước mình lớn à. Mà tức khắc nó nhân rộng ra, bản thân mình đi đến đâu là nơi đó sẽ tốt. Từ từ rồi mình đi về tới thế giới cực lạc luôn. Vì cái tâm mình nó, cái phước duyên mình nó quá lớn, nó chữ viết quá lớn rồi, cái tâm mình viết là nó hình thành ra người ở thế giới cực lạc luôn vậy đó. Nên cái cuộc đời này mình phải hiểu,
Tiền bạc vật chất là của ngoại thân, còn tình nghĩa, đạo đức con người mới là thật sự theo mình. Cái này mình phải nhận thức chứ quý vị, phải nhận thức. Thí dụ như mình làm ra tiền, mình bước ra mình gặp người đi xin đi, mình cầm tiền mình tặng cho họ một cách rất thoải mái luôn. Ai với Đà Phật, con tặng cho bà cụ, ông cụ nghe. Ai với Đà Phật, thì coi cái này là cái vị cầm theo, tại sao vị không làm? Bây giờ quý vị sợ người ta gạt mình thì làm sao mình tu phước tu duyên được? Người ta gạt mình mới có cơ hội tu phước tu duyên chứ. Mình biết người ta gạt mình, bản thân mình vẫn giúp cho người ta luôn. Tại vì sao mình nghĩ mình không có cầm theo? Mà quý vị đố mà thiếu luôn, không bao giờ thiếu. Phước duyên vị sẽ càng ngày càng lớn cho mà thấy. Thật sự, cái cảnh giới vị đi đến đâu là nơi đó. Nó nhỏ thì nó tốt theo nhỏ, mà nó lớn nó tốt theo lớn. Bây giờ quý vị coi, bây giờ những đứa có luôn cái đạo tràng không chung như thế không? Quý vị ngồi suy nghĩ đi, cái phước duyên những đứa nó lớn cỡ nào chưa? Bây giờ có cái ngôi chùa nào bự bằng không chung không? Đâu ngôi chùa nào bự bằng không chung đâu. Nhưng mà những đứa có cái đạo tràng không chung rồi đó, nó thấy không? Rồi là buông được cái nhỏ, có được cái lớn của hư không pháp giới luôn. Bây giờ quý vị coi cái tần số tu này, tần số niệm Phật này, tần số nói chuyện này của những đức là nó lượng trên không chung rồi đó quý vị. Nó lượng trên không chung rồi đó. Giống như pháp âm mà Đức Phật mà ngày ngày thuyết pháp nó vang rồi dội ra đó. Bây giờ là mình tiếp tục là cái lời nói của mình nó đi theo không chung rồi đó quý vị. Nó không chung, nó lượng tận hư không, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên bây giờ mình buông được cái nhỏ, mình có được cái lớn nè. Mà cái lớn này của quý vị nó vô hình vô tướng, nó mới tuyệt vời nè. Cái có này của quý vị là vô hình vô tướng, tuy là có nhưng không, tuy mà không lại là có. Quý vị coi á, bây giờ nếu như bây giờ bao nhiêu con người này mà ngồi trong cái đạo tràng, mà cái nơi ngôi chùa của những đức, thì quý vị biết những đức phải giải quyết bao nhiêu vấn đề của con người này mỗi ngày, không đơn giản. Nhưng mà bây giờ những đức không cần phải giải quyết cái gì hết trơn. Những đức chỉ đem những điều mà chúng ta vừa tu tập xong chia sẻ với nhau, để mà cùng hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Còn ai muốn gì thì gì, ai không muốn gì thì thôi. Ai niệm Phật thì niệm, ai không niệm thì thôi. Những đức không có quản lý quý vị, rất là tự tại, nên những đức mới có sự an lạc. Mà có sự an lạc để mới chia sẻ cho quý vị nghe. Thấy tuyệt vời chưa? Còn nếu như bây giờ mà mỗi ngày bắt buộc những đức phải làm hoài như vậy như ngày xưa, thì những đức càng chia sẻ Phật Pháp thì càng nói đầu môi chắc lưỡi, nó không có hành trì nữa. Tại vì đức phải bận vào cái việc này, sao mà hành trì với quý vị đây. Còn bây giờ thì những đức có được cái thời gian tu tập, nên cái cảm giác của những đức có thế giới cực lạc và có vật hiệu sâu sắc, nên những đức mới có được thời gian đem những cái điều đặc biệt tuyệt vời an lạc chia sẻ cho vị nghe. Khi vị nghe vị không bị vướng chỗ nào chứ, vì những đức không bị vướng nên vị nghe không bị vướng. Giờ này những đức nói chuyện, những đức không có bị vướng một cái đạo tràng, không bị vướng một cái hội chúng, không bị vướng nhiều vật chất cuộc sống, thì tự nhiên những đức sẽ nói với vị nghe, vị cảm thấy rất nhẹ nhàng và rất tự tại. Tại vì vị coi bây giờ vị tính kỹ, một ngày chúng ta mấy buổi cơm có bao nhiêu đâu. Nhưng mà con người mình cứ nặng cái mà ngày mai không có, cứ làm hoài vậy đó. Nhưng nếu mình chịu niệm Phật không bao giờ thiếu, không bao giờ thiếu luôn. Nó sau này những đứa có 2-3 cái đậu tràng đi, quý vị rảnh quý vị lại chơi, rảnh quý vị chạy lại bị chơi, bị niệm Phật. Nó ví dụ như bây giờ ông Trần Lâm mà Liên Phúc đồ lâu lâu tôi kêu lại chơi 2-3 ngày. Nó mai mốt trên Tây Ninh có thì bà tịnh tạng bà lại ghét chơi cái gì đâu, hiểu chưa? Nên từ nơi đó quý vị thấy rất là tự tại luôn. Tại vì sao? Vì đâu có quản đâu quý vị. Quý vị tự, quý vị được nhắc nhở, quý vị tự niệm Phật mà, những đức đâu có quản ai đâu. Và những đức cũng đâu có nhận cúng dường từ quý vị gì đâu. Chúng ta chỉ cần là có cuộc sống thôi, gặp nhau thì thí dụ như nấu lên nồi cơm, xào ly dĩa rau, làm miếng đồ ăn, ăn chung, có sống thôi, như một gia đình thôi. Nhưng mà lên tu thì bao nhiêu ngàn con người tu hành, tu xong rồi ai cũng hưởng được sự an lạc. Quý vị thấy không? Thấy phải là rõ ràng Phật A Di Đà ngày thương mình chưa? Ngài đã cho mình được một nhân duyên cực kỳ tuyệt vời luôn. Nếu mà nghĩ là thiệt thòi thì đúng là mình quá thiệt thòi. Còn nếu nghĩ rằng bản thân không có thiệt thòi thì đúng là quá tự tại. Còn nếu nói về thế gian mà thiệt thòi thì bản thân mình tạo ra rồi cuối cùng mất tiêu, thiệt thòi. Nên quý vị ơi, trong cuộc đời nếu là niệm Phật sanh cực lạc thì không có thiệt thòi. Dù là chồng mình ta lấy, vợ mình ta lấy, con mình bắt hiếu với mình, của cải mình mất hết, nhưng còn có vật hiệu thì không có thiệt thòi. Vì tương lai chúng ta có cái là cái ở thế giới cực lạc, có cái vĩnh cửu, có cái mãi mãi, có cái không bị mất, có cái an lạc tự tại,
có như không, không như có, vô cùng tự tại, an vui. Chứ không phải là cái mà chúng ta nắm giữ và cắt và chấp, không phải nữa. Nói vậy coi nghe gì, trong lòng mình cảm thấy nó an lạc gì đâu. Rồi cái tâm mà quyết chí cầu sanh cực lạc mình nó hừng hực lên nè. Mà đã quyết chí muốn giảng sanh thì làm sao? Niệm Phật. Đúng không? Niệm Phật là cái quyết chí cầu sanh cực lạc của mình đó. Chứ không phải là tôi quyết chí giảng sanh, tôi quyết chí giảng sanh, không phải. Cái quyết chí giảng sanh này chỉ là háo hức một chút thôi. Còn cái quyết chí giảng sanh là gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Người ta đối xử tệ với mình, A Di Đà Phật. Nên hôm qua những đứa gặp mấy cô kia cũng nhóm trưởng đoàn hồi lúc trước, những đức nói mai mốt mà những đức mà có duyên, những đức làm cái lâu lâu mà có cái cơ hội làm một cái chương trình gì mà tập trung mà hội ngộ để tu nghe. Mấy cái người trưởng đoàn ngày xưa thích không thích gì đức cũng gọi điện thoại họ chứ, hỏi chị ơi chị à, dẫn người lại tu nghe à, dẫn lại tu. Mấy người kia nói ủa họ đối xử với thầy vậy mà thầy còn gọi họ chi, thầy nói gọi họ cho họ cơ hội, họ không đến thì thôi, mà họ đến thì tự nhiên là ăn tình, còn không đến cũng là ăn tình. Cái ngã mình hạ xuống luôn đi, mắc cái ngã không cần thiết tới quý vị. Tại sao chúng ta là người niệm Phật giảng sanh không là tình bạn đi quý vị, không là tình bạn đi, đều là bạn hết đi quý vị. Thuận cũng là bạn mà nghịch cũng là bạn luôn nữa, bạn hết đi. Tại vì mình muốn giảng sanh cực lạc mà, ở thế giới cực lạc là thượng thiện bạn lành ở một nơi. Thì coi mình ở đây mà mình còn có thù thì làm sao mình sanh cực lạc. Mà mình mà có thù là cuối cuộc đời là nó gịch chân mình lại đó. Cho quý vị biết nè, mình thù một người mà ở cõi này thì quan gia nó biết mình thù người đó nên nó hiện ra người đó để nó gịch mình lại. Không phải cái người này gịch mình, mà là mình thù cái người này. Thí dụ như đức thù cái cô Quảng Ngọc, tôi thù vào Quảng Ngọc và đối xử với tôi tệ bạc, hiểu không? Thì quan gia trái chủ khi cận tử nghiệp là nó hiện ra bà Quảng Ngọc, nó biết những đức thù vào Quảng Ngọc, nó hiện ra bà Quảng Ngọc thì nó gịch những đức lại cõi này, hiểu không? Thí dụ như bây giờ những đức thương bà Tịnh Tạng dính mắt bà, hiểu không? Thì quan gia trái chủ nó biết những đức thương bà dính mắt bà, nó hiện ra bà, nó gịch những đức lại. Nói đây là ví dụ nghe mấy ông chồng với bà mà. Hiểu lầm mất công mệt, thấy không? Nó cái nghĩa là ví dụ á, đó nên mới nói là thương ghét chẳng bằng lòng, thì tâm mới an lạc tự tại sanh cực lạc. Còn nếu như bây giờ thương mà dính mắt thì quan gia thí dụ nó biết mình dính mắt người này, nó hiện người này. Còn mình hẳn người này là quan gia nó hiện người này, nó sẽ nó gịch mình lại. Nên thương và hẳn là hai điểm quan gia thí dụ gịch lại là ở cõi ta bà này không nhận sanh. Nó nên mình niệm Phật mình đã hiểu cái nguyên lý mà thật sự quyết chí cầu sanh cực lạc là niệm Phật, nhớ Phật, niệm Phật. Và tin ở nơi nào Phật rước ở nơi đó. Ở nơi nào mình mắc là Phật đi đến nơi đó rước mình. Có con người đưa đi thì Phật sẽ đến tiếp dẫn mình bằng một cái vô hình vô tướng. Còn nếu không có người đưa đi thì Phật sẽ cho hàng thánh chúng sẽ đến thì hiện làm những con người xung quanh mình để hỗ trợ giúp mình, để làm như một cái đám bình thường rinh rang đưa mình đi về cực lạc. Hàng thánh chúng không? Đám vừa xong rồi các ngài bước ra sao hà mắt tiêu chứ, đi đâu mất hết, vừa cực lạc chứ đi đâu. Nên cái tâm mà tin Phật A Di Đà rồi khỏi cần lo cái gì mà không ai giúp mình, yên tâm quý vị ơi. Cái yên tâm đi nghe. Đó, nhớ yên tâm đi. Chúng ta cứ tin Phật đi để quyết chí đời này chúng ta về thế giới cực lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nghe. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.